Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm báo online thứ năm ngày 14 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, trải qua cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 60 năm đầy bản lĩnh, bất khuất, kiên cường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giai cấp và giải phóng con người. Trên các trang báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đảng Cộng sản và nhiều trang báo điện tử khác ra ngày hôm nay đều có các bài viết về thân thế và sự nghiệp của người. Báo Quân đội Nhân dân ra ngày hôm nay có bài viết Hồ Chí Minh biểu hiện rực rỡ về trí tuệ và nhân cách của dân tộc Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ngay từ khi thành lập, qua các chặng đường cách mạng cho đến nay là sự sáng tạo đặc sắc với lý luận Marxist. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một biểu tượng trong sáng, cao thượng về nhân cách con người của dân tộc Việt Nam. Khi được hỏi về quan niệm sống của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm." Cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận, bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tiêu chuẩn hóa cán bộ cả đầu vào và đầu ra, đó là nhan đề bài viết của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử ra ngày hôm nay. Tác giả cho rằng nâng cao chất lượng cán bộ và năng lực quản lý nhà nước các cấp là điều kiện tiên quyết và nhân tố quyết định tạo động lực mới cho sự phát triển lành mạnh, hiệu quả bền vững kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. Tác giả dẫn chứng, tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lãnh đạo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phàn nàn về tình trạng nhiều cán bộ đương chức ở cương vị vụ trưởng, giám đốc sở dự thi chuyên viên cao cấp, nhưng kiến thức quản lý nhà nước còn mơ màng, năng lực của một bộ phận không nhỏ cán bộ đang có xu hướng đi xuống, thực sự rất đáng báo động và là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Nhận thức và năng lực quản lý nhà nước yếu kém của cán bộ khiến nhiều chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không đi vào cuộc sống hoặc bị méo mó, suy giảm hiệu lực, hiệu quả. Trong mấy ngày qua, tại công trình đường sắt trên cao ở Hà Nội đã xảy ra 3 sự cố đe dọa tính mạng con người. Điều này càng khiến người dân lo sợ cho sự an nguy của mình khi tham gia giao thông. Báo điện tử vov.vn ra ngày hôm nay có bài Người dân Hà Nội nơm nớp lo sợ khi đi qua dự án đường sắt trên cao. Trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai 2 dự án đường sắt đô thị. Cả 2 dự án này đều chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư và xảy ra các vụ tai nạn, sự cố làm người chết, uy hiếp tính mạng người đi đường. Người dân Hà Nội chưa hoàn hồn vì các vụ tai nạn xảy ra tại các dự án đường sắt trên cao. Thì chiều ngày 12 tháng 5, tại ga số 4 thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Toàn bộ chiếc cần cầu đổ gục, vắt ngang qua đường đè vào nhà dân. Cũng tại tuyến đường sắt này, vào ngày 10 tháng 5, xảy ra vụ rơi cọc thép nặng khoảng 630 kg, suýt trúng 2 người đi xe máy. Đói thông tin thị trường, nông sản ế, đó là tiêu đề của bài viết của tác giả Nhật Minh đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết ra ngày hôm nay. Tác giả cho rằng về lâu dài cần giải quyết được vấn đề đói thông tin thị trường của cả người nông dân và doanh nghiệp. Nỗi lo của bà con nông dân là hoàn toàn có lý bởi thực trạng được mùa rớt giá nông sản đã và đang tái diễn hết năm này đến năm khác. Chẳng nói đâu xa, sự vụ tồn ứ dưa hấu và hành tím những ngày vừa qua đã cho thấy số phận các sản phẩm nông sản của bà con nông dân Việt Nam vẫn luôn ở tình trạng bấp bênh. Niên vụ vải thiều năm 2015 đang tới rất gần. Vấn đề lo lắng nhất hiện nay của bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu đó là liệu tình trạng được mùa rớt giá có xảy ra hay cảnh ùn tắc vải quả nơi cửa khẩu lại tái diễn như những vụ vải trước. Cũng bàn về vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân, báo Đại Đoàn Kết ra ngày hôm nay có bài Trách nhiệm với nông dân, tác giả bài báo nêu rõ có một thực tế đã và đang diễn ra hàng chục năm qua là nông dân hầu như mù thông tin về quy hoạch gồm tất cả các loại quy hoạch, trong đó có quy hoạch trồng cây gì, nuôi con gì. Những thông tin dồn dập về nhà nước đã và đang chuẩn bị ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương với các quốc gia, vùng kinh tế hùng hậu, làm dấy lên niềm vui, sự kỳ vọng cho đầu ra của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, từ hiệp định cho tới khi nông sản Việt Nam lên tàu, xuất sang các nước là cả một quá trình gian nan mà một người nông dân hay chỉ riêng các doanh nghiệp không thể làm được. Vai trò của nhà nước là rất quan trọng trong việc điều hành nhịp nhàng, sự phối hợp giữa các bên tham gia chuỗi sản xuất nông nghiệp, thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản. Nhà nước phải tính đến các chương trình khuyến nông và hỗ trợ nông dân xây dựng vị thế, cân bằng quyền lực và lợi ích trong chuỗi giá trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Điểm báo online hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.